bông cải xanh. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Nguyên liệu chúng ta hôm nay gồm có 250 nấm đùi già, một bông cải xanh 300g, một ít hành tỏi băm nhuyễn. Gia vị gồm có dầu ăn, dầu hào, hạt nêm, tiêu. Bây giờ mình tiến hành mình đi luộc sơ bông cải xanh nha các bạn. Nước sôi rồi các bạn, bông cải nè mình mua về á, mình cắt miếng vừa ăn, mình rửa sạch muối nhiều lần. Bây giờ mình cho hết bông cải này mình vào mình luộc sơ. Bây giờ bông cải của mình trụng được cũng khoảng 5 phút rồi các bạn. Mình tới ra nha. Tiếp theo bây giờ mình đi xào nấm đùi gà nha các bạn. Mình cho vào một ít dầu ăn. Dầu nấm mình cho hết hành tỏi băm nhuyễn vào. Hành tỏi đã vàng rồi nè, mình cho hết nấm đùi gà vào. Nấm đùi gà mình mua về á, mình rửa với muối nhiều lần, và cái nồi lớn mình cắt đôi ra. Mình nêm vào đây á, nửa muỗng cà phê nhỏ mình hạt nêm, bởi vì cái dầu hào của mình á, nó có vị mặn rồi, cho nên các bạn nêm nhiều quá nó sẽ bị mặn nha. Mình xào cho nấm đùi gà chín xíu các bạn, rồi mình hãy cho bông cải vào. Nấm đùi gà của mình đã được rồi các bạn, tiếp theo mình cho hết bông cải đã luộc rồi vào. Hấp dẫn đó các bạn. Món ăn này ăn cay ăn mặn gì cũng dùng được hết nha. Tiếp theo mình cho một muỗng dầu hào vào. Để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Chúc quý vị và các bạn ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.